Liên quan đến vụ án đốt nhà giết người gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vào đêm 15 tháng 3, làm 3 người chết, 1 người bị thương ở xã Nhuế Dương, huyện Khói Châu. Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Danh Việt, sinh năm 1961, trú tại xã Nhuế Dương, huyện Khói Châu, và Lò Văn Hà, sinh năm 1990, ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La về tội danh giết người. Do Đào Danh Việt nghi ngờ em rể là ông Vương Gia Mười bớt xén rút ruột công trình xây dựng nhà ở của Việt nên xảy ra mâu thuẫn. Việt nảy sinh ý định mua xăng đốt nhà ông Mười. Quá trình thực hiện, Việt rủ Lò Văn Hà cùng tham gia. Đến 23 giờ 55 phút đêm ngày 15 tháng 3, cả hai đối tượng đã mang xăng đến đổ vào trước cửa nhà ông Mười, rồi ném mồi lửa vào chỗ vừa đổ xăng khiến nhà ông Mười bị cháy thiêu rụi. Vụ hỏa hoạn đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 3 người trong gia đình, gồm vợ chồng ông Mười và người con trai nhỏ 12 tuổi tử vong, cháu ngoại ông Mười 8 tuổi bị thương nặng. Căn cứ các tài liệu điều tra cùng các vật chứng thu thập được tại hiện trường, sau 25 giờ xảy ra vụ việc, đến chiều ngày 17 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã bắt giữ Đào Danh Việt và Lò Văn Hà.